Nguyễn Tiến Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành giáo dục, các ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa các vị khách quý, thưa Hội đồng Giáo dục Trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân, thưa toàn thể các thầy hệ cha giáo trường Kỳ Tân có các thời kỳ. Theo sáng kiến của thầy Trần Hữu Giờ, người từng có nhiều năm làm hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân, người đóng vai trò trụ cột đưa trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân thành đơn vị anh hùng, câu lạc bộ cựu cha giáo Kỳ Tân được thành lập. Và hôm nay trong bầu không khí tràn ngập niềm vui ấm áp tình đồng nghiệp đồng chí và lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân, câu lạc bộ vinh dự được ra mắt. Mục đích của câu lạc bộ là để tập hợp đoàn kết các thế hệ nhà giáo Kỳ Tân và tất cả những người đã từng dạy công vun đắp cho nhà trường, những người giàu thiện cảm gắn bó với nhà trường để nuôi dưỡng lòng tự hào về trường Kỳ Tân anh hùng, để tư vấn giúp đỡ nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp và để cổ vũ động viên các nhà giáo hiện tại công tác tại trường hăng hái hơn nữa trong nhiệm vụ cao cả của mình. Chúng tôi rất đổi vui mừng khi được nhà trường mời về tham dự lễ kỷ niệm hôm nay, được về thăm lại trường cũ nơi đã bao năm gắn bó thân thiết tận tâm tận lực giảng dạy công tác tại trường. Chúng tôi cũng rất tự hào là mình đã từng có công xây dựng trường Kỳ Tân trở thành đơn vị tiên tiến rạng rỡ cuối đầu sát cánh với các vị cầm bình tuổi. Kính thưa quý vị, thăm lại trường cũ, bao nhiêu kỷ niệm để bỏ về, cái thuở ban đầu lưu lại đấy nghìn năm chưa gì đã ai quên. Chúng tôi thật sự bồi hồi xúc động cảnh cụ người xưa không còn giờ biết mấy đường hay, nhưng những kỷ niệm sâu nặng thất thương hãy còn nguyên đỏ. Không còn mái trường tranh vách đất, không còn cái vườn sinh vườn địa đất sơ, không còn dãy nhà lá nồi tủ tạm bờ mà mấy chục giáo viên tuổi trẻ đầu xanh đã từng chịu biết bao sự khổ gian khổ hy sinh, vẫn đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau, ấm áp tình người tình đồng nghiệp, cùng nhau vượt lòng vượt dạ xây dựng trường. Thăm lại trường cũ, chúng tôi vô cùng xúc động bồi hồi tiếc thương các thầy cô giáo thân yêu đã bao năm gắn bó với trường, giờ ở đây đã không còn nữa. Các thầy cô giáo ấy không còn được chứng kiến sự đổi thay lớn lao của nhà trường. Chúng tôi thực sự cảm động và biết ơn Hội đồng Giáo dục nhà trường trước khi tổ chức buổi lễ hôm nay. Lãnh đạo nhà trường đã đến tận nơi để thắp hương cho các thầy cô giáo đã mất. Thầy Nguyễn Dím lúc ấy vừa làm thứ ký công đoàn giáo dục huyện, vừa là người hiệu trưởng đầu tiên. Tuy thầy chỉ làm hiệu trưởng có một năm khi trường Kỳ Tân đã còn là thân hiệu của trường cấp 2 Kỳ Văn, nhưng thầy là người đầu tiên khởi xướng đặt nền móng vững chắc cho Kỳ Tân vươn lên. Về sau thầy là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Kỳ Anh, lãnh đạo nhà đạt nhiều thành tích cao lớn. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Khang, một cán bộ chuyên môn dồi dào kinh nghiệm, được phòng giáo dục đầu tư về xây dựng trường. Thầy hiệu trưởng Trần Quang Nam, người rất nhiều năm gắn bó hăng hái tận tụy, đổ bao nhiêu công sức tâm huyết vì trường và đã tổ chức cho trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân thành đơn vị anh hùng. Thầy Nguyễn Văn Hào, bí thư chi bộ nhà trường và nhiều thầy cô giáo khác. Đây là một nghĩa cử rất nhân văn, cao quý, ấm áp tình người, thể hiện sự trân trọng công lao của tất cả những người đi trước, có ý nghĩa động viên sâu sắc những ai đã và đang công tác tại trường Kỳ Tân. Riêng tôi từng có 14 năm công tác tại trường, đó là 14 năm gian khổ nhất, nhưng cũng là 14 năm hăng say nhất, gắn bó nhất, là dành toàn bộ trí lực, tâm lực, sức lực của tuổi xuân cho trường Kỳ Tân. Làm sao phải có hơi xúc động khi được thăm lại trường Kỳ Tân thân yêu, nơi tôi để gửi lại đó đoạn đời đẹp nhất của mình, để lại được bao nhiêu kỷ niệm ân tình đậm đà in sâu mặt mặt của ký ức nơi tôi từng coi là quê hương tự hào của mình. Làm sao không tự hào cho được khi tôi được công tác tại trường Kỳ Tân cùng với những giáo viên mà sau này là những người nổi tiếng, thầy Lê Quốc Khán, ngay là giáo sư tiến sĩ, một nhà toán học, một nhà thơ,
nhà bình luận xuất sắc. Nhiều bài thơ của thầy đã được tỉnh, nhiều tỉnh thành đưa vào làm đề thi cho học sinh giỏi. Thầy Trần Tử Huỳnh, một nhà kinh tế, từng là chủ tịch hội đồng trọng tài kinh tế quốc gia. Thầy Hồ Gia Bảo, một hiệu trưởng tài ba xuất sắc. Thầy Võ Minh Châu, là một nhà báo với nhiều bài báo sắc bén. Thầy Phạm Thích Khang, một nhà chính trị, từng là thường vụ tỉnh ủy. Và rất nhiều thầy cô giáo khác đã từng tận tụy giúp đỡ tôi trong công tác và đời sống mà mãi mãi tôi vô cùng biết ơn quý mến. Rất nhiều giáo viên kỳ tân ra đi sau này đều làm lãnh đạo của ngành giáo dục. Không tự hào sao được khi mình được trưởng thật được, từng được công tác mà giờ đây ở công tác ở một cái trường mà giờ đây là một đơn vị anh hùng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng được đơn vị anh hùng là khó, giữ được danh hiệu anh hùng càng khó hơn. Thế mà đời ngũ giáo viên kỳ tân không những giữ vững được danh hiệu cao quý đó mà còn phát huy lên một bước mới và hiện đang đưa nhà trường vươn lên một tầm cao mới. Chúng tôi thực lòng cảm phục, vui mừng trước sự đổi thay đình chóng mặt của nhà trường. Nằm ngoài cả sức tưởng tượng của chúng tôi, hiện nay trường đã vực bước tiến lên, giành những thành tích vẻ vang và danh hiệu cao quý mới. Chúng tôi rất khâm phục, cảm mến hội đồng giáo dục trường trung học cơ sở Kỳ Tân hiện tại mà con chim đầu đàn là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mai. Thể hình tuy bé nhỏ nhưng ý chí rất lớn lao, dáng điều mạnh mẽ dầu điều và quyết tâm thì sắt đá kiên cường. Người đã và đang dương cao ngọn cờ anh hùng với nhiều danh hiệu cao quý khác lên một tầm cao mới. Và còn biết bao nhiêu công việc lớn lao khác không thể kể được. Chúng tôi khâm phục và cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã thấm nhuần chất lý, không có quá khứ, không có tương lai. Nên dù trong điều kiện nghèo thiếu của một nhà trường bé nhỏ ở nông thôn, vẫn cố gắng bằng mọi cách tổ chức cuộc gặp mặt thân mật đông đảo các thế hệ giáo viên qua các thời kỳ như hôm nay. Kính thưa quý vị, tại buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành giáo dục các cấp và đã và đang dày công giúp đỡ, chỉ đạo, vun đắp cho nhà trường giành được nhiều danh hiệu cao quý, một triển vọng tươi sáng mới, đất đàn vật đầy vẻ. Nhân dịp này, câu lạc bộ chúng tôi kêu gọi toàn thể các thế hệ nhà giáo và tất cả những ai tâm huyết với nhà trường hãy nhiệt thành đáng giá ủng hộ câu lạc bộ vững mạnh và phát triển. Chúng tôi bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành các cấp, các bậc phụ huynh, những người thiện cảm với trường Kỳ Tân cùng toàn thể các thành viên câu lạc bộ từ giáo chức trường hãy nhiệt liệt hướng tới tưởng ứng lời kêu gọi, đóng góp công sức và trí tuệ, ủng hộ vật chất và tinh thần cho nhà trường để động viên cổ vũ nhà trường tiếp tục giữ vững, dương cao danh hiệu vẻ vang đã đạt được và tiếp tục vươn lên bay cao bay xa hơn nữa. Trước mắt là nhiệt thành ủng hộ để trường chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường như trong thư ngỏ của Hội đồng Giáo dục trường Kỳ Tân. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các bậc phụ huynh, toàn thể giáo viên trường Kỳ Tân hiện tại, các thế hệ giáo viên trường Kỳ Tân có các thời kỳ sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Hẹn gặp lại tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Kỳ Tân anh hùng vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam năm sau 2021 sẽ là một quyền toàn thiện toàn mỹ lực lờ quanh đó thân tình ấm áp tình đồng chí đồng đội. Chén vui nhớ vừa hôm nay, chén mừng sinh đời ngày thầy năm sau. Xin chào các bạn.